cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Và thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là phần trình diễn của Ngọc Khánh. Từ phòng thi trước thì mình đã bị chấn thương về chân rồi, rất là đau. Bài tập của huấn luyện viên rất là nhanh, ép cái thể lực Khánh. Lúc đó cái khuôn mặt của mình không còn cảm xúc nữa, cứ đơ như vậy. Huấn luyện viên nói là Khánh hơi lơ là tập luyện, không biết nói sao luôn, rất là buồn. Yếu điểm nhất của mình đó là về vấn đề ăn uống. Trước khi mà bước vào nhà chung thì Khánh ăn rất là nhiều. Bước vào tới nhà chung thì ăn một ngày 3 bữa rồi phải ăn lạc, không có béo gì hết trơn. Rất là đói, cồn cào, rất là mệt mỏi, muốn cáu với tất cả mọi thứ. Thành ra vào đây đêm đầu tiên, đêm thứ hai, đêm thứ ba vẫn không có thể nào ngủ được. 5 giờ rưỡi phải dậy để tập thể dục, hai mắt cứ ríu và buồn ngủ rất là nhiều. Chỉ muốn là kiếm chỗ nào trốn được, trốn vô ngủ một chút. Chung một phòng với Văn Thao, Thao thì ngủ rất là nhanh, vừa mới đặt mông xuống 3 giây sau là lên tiếng ngáy liền, cả phòng bừng tỉnh. Hip hop là một cái thể loại mà theo Khánh là rất là khó, người nặng nề như thế này thì không thể nào mà ngáy. Cái khó nhất là cái bưng bê, nhiều khi sợ lỡ chị mến làm sao chắc mình ăn hẳn cả đời luôn. Tuần trước là người cao điểm nhất và bây giờ phải làm sao cho thật tốt để cho anh Johnny không phải thất vọng và mọi người vẫn yêu quý Khánh. Cho cả thí sinh và huấn luyện viên, thưa quý vị. Thế này mới là dàn dựng, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Huỳnh Mến. Và thí sinh của chúng ta, thưa quý vị, bạn Ngọc Khánh. Đến nhà Kỳ, chắc là nhiều cảm xúc lắm, mời bạn. Khen cho Mến, một cô giáo rất giỏi, dựng một bài rất hay, rất dễ thương. Nếu như bất cứ một cô gái nào mà gặp một cái chú kinh công vậy cũng phải yêu. Nếu mà là thí sinh mà mới có những tập đầu nhảy lại là rất quá tốt. Với một cái chỉ số cân nặng là 105kg chứ không phải nhỏ, một cái khối lượng như vậy mà để em nhảy được vậy rất rất hay, chị rất thích. Chắc chắn là Lý Nha Kỳ sẽ trở lại với bước nhân hàng cơm chứ, đúng không ạ? Chắc chắn là như vậy. Hồi nãy á, tôi thấy có một cái điểm nhấn dễ đúng. Thương quá. Thay vì phải nhảy, phải làm đủ thứ chuyện, không cần làm gì, hai người nhìn nhau và động tác đi. Xuất sắc chưa? Chỉ như vậy thôi mà gây một hiệu ứng cực kỳ xuất sắc. Dễ, cái mặt cũng hay. Không, đi. Cái cặp mắt giao nhau. Cưng muốn xỉu, mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Quá tuyệt vời, cảm ơn Huỳnh Mến đã mang lại một không khí rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay bạn hóa thân trở thành một người yêu của một chú King Kong trong bộ phim rất nổi tiếng của thế giới. Kể cả cái nhân vật
mà bạn Khánh thể hiện với mình nữa. Từng cái ánh mắt của em, cái cơ mặt của em thể hiện nó đúng theo giai đoạn và tâm lý, tức giận ra sao, em gào thét gầm rú ra sao, và em hạnh phúc với người yêu, và em nhìn cái người yêu một cái tội nghiệp đáng thương ra sao, nó thể hiện rất là tròn trịa. Nếu như mà được phép, anh phải cho cái bài này điểm 10. Ngay cả bưng bê và động tác vô cùng nguy hiểm, rất nguy hiểm, cái camera nhá, mà không biết tránh và em cũng không kiểm soát được thì cái rất dễ đập nguyên cái đầu của chị Hình Mến vào trong cái camera. Rất là dễ sợ, tích tắc thôi. Cái này phải nói là một trong những cái khoảnh khắc gọi là thăng hoa. Mà thưa quý vị, phải nói là nếu như quý vị để ý cái động tác cuối ấy, là Mến ngồi hẳn trên cái vai của bạn ấy. Mà nếu mà cái người phụ nữ không tin người đàn ông, không giao hết cái cơ thể mình cho anh ta thì chỉ cần chao đảo một cái là ngã ngay, mà từ độ cao nó rớt xuống thì chấn thương sẽ rất là cao. Không, cô giáo này ra là kỳ tin là sẽ không bất cứ một cái gì xảy ra. Không thấy cái sự chênh lệch giữa người giỏi với lại thí sinh. Cái đó hay là hay chỗ đó đó, đúng không? Đúng rồi. Đó. Mời cho anh. Mến, em có một cái phong cách dựng bài riêng. Là anh xem cái bài nào thì anh sao anh biết liền, đây là Mến. Em dựng cái bài này theo cái phong cách của em. Nhưng em tìm hiểu về cái thế mạnh của Khánh. Làm cho Khánh nhìn tốt, mạnh và nổi trong cái bài này. Đó là một cái sự thông minh. Nhớ điểm cao nha. Yên tâm. Và cái bài này không có đơn giản, nó không có dễ, nó rất khó động tác, nó rất là khó về cái cách diễn. Cái bài này nó rất là ăn nhịp. Cái nhân vật của em nó cũng rõ ràng trong cái động tác. Đó là một cái phức tạp. Nói chung là cái bài này, vở này hay. Hay. Thí sinh cũng hay mà huấn luyện viên cũng giỏi. Yes. Và bây giờ chúng ta phải giấu cái số điểm của bạn đi. Cái đoạn mà quý vị muốn biết nhất là chúng tôi giấu đi. Để làm chi? Cuối chương trình chúng tôi mới công bố, để cho bạn cũng hồi hộp lo lắng, cô Mến cũng lo lắng chút xíu. Bây giờ quan trọng nè, mời bạn phóng lên cân. Cẩn thận nhẹ nhàng nha. Bạn Ngọc Khánh, cân nặng cũ là 105,7kg. Cân nặng hiện tại là 102,6kg. Bạn xuống được 3,1 kg. Điểm giảm cân của bạn là 2,9%. Và bạn được nhận 1 điểm cộng của tuần trước, bởi vì là một trong 3 thí sinh xuất sắc nhất tuần trước. Liệu cái điểm số đó có giúp được bạn hay không? Cảm ơn bạn. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.